xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Bến Tre Ngày Nay ha. Thì hôm nay thì trưa thì cũng có một trận mưa, nên là buổi chiều thì nó cũng hơi mát mẻ ha. Nên thì bây giờ em sẽ đi dạo phố đi bộ buổi chiều thôi, để cho quay cho thấy cảnh không khí mà buổi chiều người ta đi mát mẻ, nên người ta đi cũng rất là đông anh chị, cũng rất là vui ha. Ở đây là những cái gian hàng nằm ở đầu ngay chỗ cái bùng binh hai con chim bồ câu anh chị. Thì tối thì mình đi thì nó hơi tối quá, thì nó cũng hơi khó thấy, nhiều khi là mình không có nhìn được những cái gian hàng nữa, những cái cảnh đẹp ha. Thì ban ngày mình đi sẽ sáng sủa hơn, nhưng mà trưa thì hơi nắng, còn giấc này thì rất là mát mẻ. Ở đây là các bạn đang kết mấy cái nón nè. Đây là kết nón bằng cọng dừa. Bạn này kết bằng tay. Thì buổi chiều thì rất là mát mẻ, nên là mình đi nó cũng thoải mái lắm. Tuy rằng buổi trưa nó cũng có mưa, nhưng mà cũng không đến nỗi là dơ lắm ha, cũng sạch sẽ. Giờ này mình ra đây mình chụp ảnh là rất là lý tưởng ha, mát mẻ không có nắng. Đây là những cái gian hàng người ta sẽ dựng lên, người ta sẽ bán dừa. Có cái bảng xin lỗi em chỉ là cô gái bán dừa ha. Đây là sản phẩm Coco Smile, nước dừa mà người ta đóng khoen á, đóng khoen ha. Còn đây là gian hàng bánh kẹo, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến ha. Thì người ta trưng những cái sản phẩm Yến Hoàng nè. Hỏi cái này nó làm bằng gì vậy chị? À, bột nếp hả? Rồi mình pha với màu hả chị hả? Ta làm mấy cái sản phẩm bằng thủ công bằng tay nè, ta làm thành hình có siêu nhân nè, có gấu, rất là đẹp ha. Thật sự thì buổi chiều như vậy nè anh chị, trời mát mẻ thì rất là lý tưởng để mình đi dạo ha, đi dạo phố đi bộ. Đi dạo đâu cũng vậy hết, thì mình đi buổi chiều thì nó mát mẻ, nó sẽ thoải mái hơn. Còn trưa thì nắng quá ha. Còn tối thì nhiều khi là mình đến thì không gian nó hơi tối, đèn đuốc thì đẹp nhưng mà có cái là mình nhìn không có rõ những cái cảnh đẹp ở trong phố đi bộ ha. Sân khấu bữa nay không biết có biểu diễn gì hay không thì em cũng không biết. Đây là gian hàng người ta bán trái cây nè anh chị. Có trái mận cầu nè, mận cầu ta với trái thơm, ổi, xoài ha, xoài tứ quý chỉ có 25.000 một ký ha. Trái cây thì nhìn cũng rất là ngon. Người ta trưng vô mấy cái gian hàng này nè, nhìn nó cũng kiểu như là nó cũng đẹp nữa, có xoài đồ nè, rất là đẹp ha. Đây là trái me nè, me Thái nè ha, có mây Thái. Còn cái trái bên đây hình như trái xanh xanh này là như là trái gì chua chua vậy em quên. Có mít Thái nè và lụ ha. Còn gian hàng kế bên thì người ta sẽ trưng bày, người ta sẽ bán là bưởi da xanh nè và ổi. Mấy cái chòi ở đây người ta làm rất là đẹp, nhìn nó bán cái không gian này nó cũng hay hay ha. Tiếp nha. Buổi chiều tuy rằng giờ này tầm 4 giờ mấy, 5 giờ, nhưng người ta đi tham quan cũng rất là đông ha, cũng đông lắm.
ở đây thì có những cái chòi thì cũng hơi trống, nhiều khi là người ta chắc giờ này chắc người ta chưa ra, có mấy cái chòi trống quá. Đây là dọc ngay bên hông của cái cửa trước của trường tiểu học Bến Tre. Ở đây thì người ta cũng trưng những cái đồ mỹ nghệ nè, người ta làm thủ công rất là đẹp. Cái này là cái bóp nè, bóp nè làm cũng từ dừa nè. Cái này từ cái gáo dừa ha. Cái này có trái dừa khô á anh chị, dừa khô á người ta làm kiểu như là làm cái bình trà đó, cũng như là để giữ ấm cho cái bình trà ha. Còn đây là những cái sản phẩm từ cũng từ gáo dừa thôi. Còn mấy cái chén bầu trà và những cái chung rất là hay. Đây là cái trái dừa khô ha, trái dừa khô nó còn nguyên vỏ à. Xong cái người ta sẽ làm thành cái hình con này con kia đó. Nó có chữ I love you rất là dễ thương. Có cái bình dầu nữa nè anh chị, có bình dầu ha. Có mấy cái bình trà, mấy cái bình trà cũng rất là đẹp, chén đẹp quá trời luôn. Còn bên đây là khu vực bên đây là hình như là người ta sẽ bán những mặt hàng về ẩm thực á, chắc cũng bánh dân gian, bánh dân gian là thường ha. Đây có làm như là bánh phồng, bánh phồng ha, bánh phồng, bánh tráng nữa đó, cũng là đặc sản của Bến Tre thôi. Đây có cái thao than, người ta nướng bằng than củi luôn á. Đây là cô này đang làm xôi. Ủa dạ cho cô cho con hỏi cô làm cái này là làm cái món gì vậy cô? Nắng cá hả? Con cá hả cô? Vậy là cái này là khoai mì hả cô? Khoai mì. Với cái này đậu xanh. Làm đậu xanh làm nhân. Dạ. Làm thành hình con cá luôn hả cô? Làm hình cá luôn. Dạ. Nắng ta tự nắng ra. Dạ. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem cái công đoạn mà cô làm hình con cá nha. Đổ khoai mì mình nắng con cá ha. Dạ. Cá chép. Dạ. Cái này làm thủ công này là rất là khéo. Cái này là màu tự nhiên nha, màu gất nha anh chị. Màu trái gất á. Dạ. Đó. Nếu mình để trắng ra trắng thì nó không có đẹp hả cô ha? Đúng rồi. Dạ. Trơn tru quá không đẹp, có màu mè lên. Dạ. Cá chép nữa. Dạ đúng rồi. Vậy là xong thành phẩm hả cô? Xong rồi đó. Nhìn thấy rất là đẹp ha anh chị ha. Để vô khắp. Dạ. Rồi để nắng luôn. Cởi cái nón á. Bây giờ là đã trời cũng đã xuống nắng rồi nên nó là người ta bắt đầu sẽ mở đèn lên nè anh chị, mở đèn cho nó sáng xuống tí ha. Nhưng mà giờ này là rất là mát mẻ, rất là lý tưởng để mình đi dạo phố đi bộ ha. Đây là thư pháp Trúc Giang, người ta sẽ viết chữ thư pháp rồi ha.